Xin chào và chào mừng mọi người Theo yêu cầu của một bạn trong nhóm thì hôm nay mình sẽ làm tính năng về kho đồ à, Rất đơn giản thôi và cùng bắt đầu nào Đầu tiên mình rất tôn trọng thời gian của mọi người Nên là mình có chuẩn bị sẵn một cái kịt về inventory hay là kho đồ Để cho mọi người tiết kiệm thời gian và tốt nhất có thể Thì uh, cái phần làm về inventory này thì rất là đơn giản thôi Mọi người chỉ cần mở cái bắt kịt mà mình để cho dưới phần comment à, Phần mô tả và mọi người vào cái prefab này chúng ta kéo cái canvas lên là xong thì đây là tất cả đây là những cái phần mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái uh, video giới thiệu về kho đồ này thì cái này cũng rất là đơn giản thôi cách sử dụng thì thực ra trong cái bắt kịp mà mình gửi cho mọi người thì nó chỉ có cái canvas và cái item thì canvas là cái kho đồ của chúng ta mọi người có thể mở tắt nó này đó chúng ta có thể sử dụng cái inventory để mở nó lên và nút tắt để tắt thì uh, cái phần này nó liên quan nhiều về phần làm về UI nên là mình sẽ giới thiệu với mọi người trong một video khác nhưng mà mình sẽ giới thiệu với mọi người đó là trong cái kho đồ cái inventory này của chúng ta có có cái gì nếu như mọi người muốn tự làm và mình nghĩ thì vẫn tốt hơn để tiết kiệm thời gian của mọi người và mình rất là tôn trọng thời gian của mọi người cho nên là mình làm sẵn và mọi người có thể download dưới phần mô tả nhé thì trong inventory này rất đơn giản thôi chúng ta có một cái school rack để có thể kéo trên cái kéo thả trên cái cái uh, kho đồ này và ở dưới thì chúng ta có một cái view bon thì khi mà bạn tạo screen rate thì nó sẽ ra cái view bon này thôi cái tiếp theo là chúng ta có một cái nút để tắt cái inventory cái kho đồ và một nút để mở inventory rồi tất cả đơn giản là chúng ta chỉ có vậy thôi và cái quan trọng nhất là cái item thì hôm nay mình sẽ cái item là cái những cái item trong kho đồ cũng như là hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người khi chúng ta à, pick up chúng ta nhặt cái những cái vật này lên thì nó sẽ đưa vào trong item đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra một cái script và cái script này có vai trò đó là quản lý các item của chúng ta thì tôi sẽ đặt tên nó là item ok rất đơn giản vậy thôi thì script item sẽ có chế độ à, sẽ có định dạng là scriptable object thì để nói nhiều hơn về scriptable object thì mình sẽ giới thiệu với mọi người trong một cái video khác và đơn giản thì scriptable object thì nó sẽ giống như là một cái trang giấy để lưu tất cả cái thông tin của cái item của mọi người thì để có thể tạo và sử dụng create scriptable script object thì chúng ta sẽ sử dụng là create asset menu này và ở trên này thì mình thực ra là mình cũng không nhớ lắm là nó là cái gì hình như là file name thì phải à, mình sẽ đặt tên nó là item nhé và cái thứ hai sẽ là uh, menu name à Ok, mình không chọn lắm là cái này nó có đúng hay không nữa Cái này sẽ là inventory đi Và item, rồi right. Thì thực ra là cái file name cũng như là cái menu name này nó chỉ việc đó là nó Trong cái Unity của mọi người thì khi mọi người tạo một cái script object thì nó sẽ có định dạng là Mọi người sẽ ấn vào inventory và ấn vào item thôi và để sử dụng scriptable object thì chúng ta đổi từ mini behavior sang scriptable object ok đơn giản là như vậy và trong này thì mình sẽ lưu trữ những cái thông tin của item thì mình sẽ đầu tiên sẽ là cái uh, string id của item hoặc là id thì mình để là in đi ha integer id của item cái thứ hai chúng ta sẽ cần đó là cái tên của item uh, nem rồi thứ ba sẽ là value thì trong cái uh, giới thiệu với mọi người ngày hôm nay trong cái video thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một vài cái vật và khi ví dụ như khi mà mọi người cần một việc đó là chúng ta nhặt chúng ta sử dụng cái heal potion có nghĩa là thuốc hồi máu thì nó sẽ hồi máu thì mình sẽ để cái giá trị là value để mọi người xem thử và có thể là cái tầm của mọi người nó sẽ có nhiều giá trị hơn thì mọi người có thể thêm nhé và cái cuối cùng lẽ là cái uh, spirit cái hình của cái item của chúng ta, chúng ta sẽ đặt tên nó là may ok rất là tốt chúng ta chỉ cần bốn cái này để uh, mẫu cho mọi người và giới thiệu với mọi người về cái cái kho đồ thôi rồi thì sau khi mà mọi người tạo ra cái script item này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái folder mới nhé để thực ra là chỉ để cho nó trông đẹp hơn thôi chúng ta có thể mọi người có thể đặt tên nó là script object như thế này rồi trong này thì chúng ta sẽ làm một việc đó là tạo ra những cái item thì hồi nãy mình đã giới thiệu với mọi người đó là chúng ta tạo ra cái scriptable object thì khi mọi người tạo ra như vậy thì nó sẽ có một cái là inventory này đó và item thì đây chính là cái mà chúng ta vừa tạo hồi nãy và mọi người có thể tạo như mọi người ấn vào để chúng ta tạo nhé và ở đây ở trong cái màn demo của mình thì uh, uh, chúng ta có một vài cái vật đầu tiên là để mình xem cái vật này mình để đâu <laughs> à, cái này thì mình nó là một cái access trong uh, unity thì mình tải về để cho mọi người xem thử thôi và nếu như game mọi người khác thì nó cũng không sao cả đây à, trong demo này thì mình sẽ có hai cái cốc mà mỗi cốc một màu khác nhau và cái bình rượu này tương đương với việc đó là khi chúng ta nốc rượu thì chúng ta sẽ hồi máu nhé ok và một cái uh, uh, cái thìa mình mình không rõ lắm là mọi người gọi nó là cái gì nhưng mà thôi thì cái thì đi ha và chúng ta sẽ có thứ nhất là uh, red white ok và hai cái cốc này sẽ là blue glass và một cái sẽ là green glass à, mình thấy bốn cái thì nó có dư hơi dư thừa nha nhưng mà lỡ rồi thì làm đại đi ha spoon ok rồi trong cái những cái item này thì khi mà mọi người tạo ra scribble object ấy, thì nó sẽ giống như là cái trang giấy mà mình vừa giới thiệu nãy thì mỗi một cái item thì chúng ta có thể để một cái id khác nhau để mọi người có thể dễ dàng nhận lấy cái id đó thì đó là lý do mà tại sao mình thêm cái biến là id nhé rồi cái biến item name này thì làm cái gì trong cái uh, access trong cái bắt kịp mà mình đã gửi với mọi người thì chúng ta có một cái kho đồ và mỗi một cái item của chúng ta nó sẽ có ba cái thứ nhất là cái item thì thực ra nó chỉ là một cái bít tần đây để mọi người có thể ấn vào cái bài tần và chúng ta sử dụng cái thứ hai là chúng ta có name, cái tên của cái vật phẩm cái thứ ba là item may sẽ là cái uh, ảnh của cái uh, vật phẩm của mọi người thì thực ra trong cái kịt uh, kích trần này cái cái kịt mà kích trần tiếng việt là gì ta À, bếp cái bếp thì nó không có uh, hình ảnh 2D cho nên là mình đã chụp lại <laughs> mình đã làm hình ảnh 3D và mình đã chụp lại như thế này và đây chính là cái uh, chúng ta sẽ sử dụng giống như là cái ảnh 2D nhé và cuối cùng là mỗi một cái item nó đều có một cái nút để xóa thì nút để xóa này một xíu nữa mình sẽ làm cái chức năng cho nó có nghĩa là chúng ta có thể xóa cái vật phẩm này ra hoặc là ok thì với kho đồ đơn giản thì chúng ta chỉ cần uh, À, những cái chức năng như vậy thôi. Thì à, nếu phức tạp hơn thì mình sẽ tiếp tục thêm cho mọi người nhé. Rồi thì trong cái item này, đầu tiên thì à, chúng ta sẽ quay lại cái à, script object mà chúng ta vừa tạo nãy và mình chúng ta sẽ mình sẽ thêm mình sẽ điền đầy đủ những cái à, ID cũng như là tên cho nó nhé. thực ra nhé thì mình giới thiệu với mọi người thôi thì thực có nhiều cách để làm cái scriptable object này à, một trong những cách đó là làm từ csv sang scriptable object thì đó là một cách phổ biến khá là phổ biến và thực ra cái này scriptable object là dùng để mọi người có thể quản lý những cái vật phẩm những cái vật mà trong game của mọi người nó có nhiều và nó giống nhau như là vật phẩm item hoặc là skill các thứ thì à, mọi người có thể sử dụng scriptable object và có một chia sẻ thêm thì uh, skill bộ rác là một cái nó khá tốn thời gian nhé <laughs> red white ok spoon rồi năm hai mười và năm đi ok thì sau khi đã chuẩn bị xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm một việc đó là uh, cho cái kho đồ chúng ta nó có thể có chức năng hoạt động tiếp theo để các vật phẩm của chúng ta có thể có khả năng bấm vào và đưa nó vào trong kho đồ thì uh, bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người đó là phần nó làm như thế nào thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra một cái script gọi là item pickup đi ha thì thực ra cái script này nó chỉ đơn giản là cho phép cái uh, những cái vật mà mọi người ấn vào thì nó sẽ đưa vào trong kho đồ thôi và chúng ta sẽ điều chỉnh cái script item pickup này thực ra thì nó rất là đơn giản đầu tiên thì như mình sẽ sử dụng cái script cái class item mà hồi nãy mình đã vừa tạo cùng mọi người thì chúng ta sẽ đưa cái reference của cái item vào trong này item rồi thì với mỗi script uh, pick up thì đương nhiên rồi có nghĩa là pick up thì tiếng việt dịch ra nó là uh, như ta nhặt lên thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phần gọi là pick up nhé thì cái function này đơn giản là chúng ta sẽ làm một cái việc đó là à, thực ra bây giờ mình sẽ giới thiệu mọi người cho thực tế nó sẽ trông như thế nào thôi thì ví dụ như mọi người muốn một cái chức năng đó là khi mà chúng ta ấn vào cái item cái những một cái item là một cái ví dụ như chai rượu hoặc là cái ly này thì cái ly nó sẽ biến mất có nghĩa là nó mất mất tiêu rồi và chúng ta đưa cái item cái ly đó vào trong kho đồ thì chúng ta sẽ làm hai việc đúng không thứ nhất là phải biến mất giúp cho cái ly nó biến mất và cái thứ hai là đưa nó vào trong kho đồ thì ok thì chúng ta từ thực tế đưa vào thôi thì bây giờ trong pick up cái đồ đầu tiên là chúng ta sẽ cho nó biến mất này thì chúng ta cho nó biến mất là bằng cách nào đơn giản là chúng ta destroy nó thôi thì đây là destroy this game object cái cực kỳ đơn giản đúng không thì cái khó hơn thì chắc là mọi người cũng biết đó là đó là cái chính của cái video này luôn đó là làm sao để đưa cái item vào trong kho đồ thì bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái script à tạo thêm một cái game object đi mình sẽ gọi nó là inventory manager thì nó giống như là một cái người quản lý của cái quản lý kho đồ của bạn thôi thật ra mình đặt tên nó cũng giống cái mục đích của mình thôi và bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái script nữa gọi là inventory manager và inventory manager này sẽ làm cái gì? Đầu tiên là nó sẽ quản lý những cái item, những cái vật phẩm mà có trong kho đồ. Và cái thứ hai là nó sẽ có chức năng là thứ nhất đưa vật phẩm vào trong kho đồ và thứ hai là đưa cái vật phẩm từ kho đồ ra ngoài. Đó vậy thôi. Thì à, à, mọi người cứ thật ra là mình nghĩ thì nó sẽ giống như là chúng ta suy nghĩ từ thực tế thì bây giờ cái ủa, cái item của mình đâu rồi? Mình nó xóa rồi ta. Thôi kệ đi thì trong inventory manager này mình sẽ giới thiệu với mọi người sử dụng một cái mà cũng khá là mình nghĩ là nhiều người sẽ biết và nó khá là quan trọng đó là gọi là design ba tầng singleton thì cái tại sao mục đích hiện tại là mình sử dụng singleton thì mọi người có thể đọc thêm về singleton là gì và mình sẽ giới thiệu ngắn thôi nó là một cái object mà mọi người có thể truy cập từ bất cứ đâu trong cái game của mọi người thì singleton này nó vừa có tác hại và nó cũng có vừa có lợi nhé và với singleton thì chúng ta sẽ sử dụng một cái là public static inventory manager instant như thế này ồ nó có gợi ý luôn nè thì thực ra singleton này được nhiều người sử dụng cho nên là à, đương nhiên là nó sẽ có tác hại nhé nhưng mà mọi người à, tùy trường hợp và mình nghĩ là nó sử dụng khá là tốt thì với cái trường hợp này thì mỗi một cái game của mình nó chỉ có một cái kho đồ thôi cho nên là mình nghĩ việc sử dụng singleton rất là tốt thì singleton nếu như trong game của mọi người có hai cái script inventory manager có nghĩa là một trong một cái game và nó có hai cái singleton thì cái điều đó nó không tốt tí nào nhưng mà nếu game của mọi người nó chỉ có một à, một, một 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 duy nhất một cái class thôi thì ở đây duy nhất mình chỉ có một cái kho đồ thôi thì chúng ta có thể sử dụng singleton rất là tốt và với Singleton thì mọi người có thể mọi người đầu tiên là chúng ta khai báo Singleton này và cái thứ hai là trong Awake chúng ta sẽ làm một việc đó là kiểm tra à, khỏi kiểm tra luôn <laughs> thì mọi người có thể tốt hơn đó là mình giới thiệu với mọi người đó là Singleton thì nó chỉ có một cái đúng không thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem đó là nếu như Singleton bằng null à khác null nhé chúng khác null hoặc là À, cái singleton này nó khác với this có nghĩa là nó khác với cái mà mọi người đang tạo thì chúng ta sẽ destroy cái instance nhé. đây cái này thì thực ra là có thể là mọi người sẽ quen rồi nhưng mà mình cũng muốn giới thiệu lại thì thực ra là nó chỉ là uh, kiểm tra xem có một cái singleton nào khác với cái inventory manager này không và nếu có thì nó sẽ xóa còn ngược lại thì nó sẽ ồ uh, wow, thôi viết vậy thì nó hơi hơi sai, sai mình nghĩ là vậy đúng hơn thì nếu như có một cái khác thì nó sẽ xóa và nó sẽ gán cái instant của singleton bằng cái inventory mà chúng ta đang sử dụng để đảm bảo rằng singleton này là cái duy nhất nhé rồi uh, xong tiếp theo thì uh, cái quan trọng nhất trong cái script inventory manager là chức năng Thêm item vào. Thì thêm để thêm item thì chúng ta sẽ truyền cho nó vào một cái reference item và đơn giản vậy thôi. Uh, add và item. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng mọi người uh, để có thể quản lý cái kho đồ thì mình sẽ sử dụng một cái list. Uh, đây sẽ là danh sách những cái vật phẩm có trong kho đồ của chúng ta. List item và Mọi người có thể để tên nó item như thế này luôn nhé. Ồ, rất tốt. Hiện như nó giờ giờ này gợi ý tốt quá. Và trong cái app này thì rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ làm một việc đó là item .as cái vật phẩm mà chúng ta vừa đưa vào. Đó, ok, rất là tốt luôn. Và sau khi mà mọi người code xong cái function app này rồi thì chúng ta qua bên item backup này. Thì như hồi nãy mình giới thiệu với mọi người, chúng ta có hai việc khi mà nhặt một cái vật phẩm lên đó là xóa cái vật phẩm ở trên uh, uh, game skin của chúng ta và cái thứ hai là chúng ta sẽ thêm nó vào inventory thì thêm nó vào bằng việc nào thì lý do mà hồi nãy mình sử dụng cái singleton cái design button button singleton thì thực ra nó rất tốt nếu như mọi người có một cái chỉ duy nhất có một kho đồ nhé thì bây giờ mình có chúng ta có thể sử dụng một việc đó là inventory manager này chấm instant và chấm add đó và nó sẽ tiện hơn cho mọi người rất nhiều nếu như mọi người gọi nhiều cái hàm uh, inventory instant.mart này và nó ok thực ra thì mọi người cũng đã nhìn thấy đó là tiện nó tiện như thế nào rồi, đúng không thì chúng ta chỉ cần một cái câu lệnh như thế này thôi đã có thể gọi được cái hàm uh, inventory từ một cái script uh, khác rồi rồi thì đó là tất cả những gì chúng ta cần làm để có thể thêm một vật phẩm vào trong inventory thì chúng ta sẽ uh, mình sẽ kéo cái Invento Manager vào đây nhé rồi bây giờ mình sẽ demo thử cho mọi người xem này thì thực ra thì để có thể uh, có cái, để cái những cái uh, gọi là những cái item này đi mình sẽ gọi là item đi ha để những cái item những cái vật phẩm của chúng ta nó có khả năng uh, khi mọi người ấn vào thì nó sẽ nhận được cái event mọi người ấn có nghĩa là nó sẽ biết mọi người vừa ấn vào để có thể nhặt lên ấy thì chúng ta sẽ phải làm một cái nữa đó là À, mình thì không biết là cái game của mọi người nó như thế nào nhưng mà mọi người chỉ cần thêm một cái thôi đó là collider thì ở trong collider sau khi mà mọi người đã thêm collider rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái nữa quên mình quên mất đó là cái item pick up đã cả à, xin lỗi mọi người rồi thì sau khi mọi người đã thêm item pick up thì chúng ta sẽ thêm cái item tương ứng với lại cái ví dụ như là cái cái lưu rượu vang cái chai rượu vang đỏ đi ha thì mình sẽ thêm cái Uh, RedWin win vào. OK, phần này thì nó hơi mất thời gian nhưng mà uh, bắt buộc phải làm thôi. <laughs> OK, xong rất là tốt. Cái thứ hai, sau khi mà mọi người uh, mình sẽ uh, nhắc lại mọi người lần nữa là chúng ta phải thêm cái collider này thì uh, chúng ta mới có thể pick up nó lên nhé. Và mọi người vào lại cái script pick, item pick up này thì chúng ta sẽ gọi cái hàm pick up này khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng mình sẽ sử dụng một cái hàm đó là on uh, mouse down đây thì để sử dụng on mouse down mọi người lưu ý một lần nữa đây là lần thứ ba mình nhắc lại thì uh, ở đây nó cũng nhắc cho chúng ta này đó là khi mà button Y over the ui element hoặc là collider có nghĩa là mọi người phải có thứ nhất à, nếu hoặc nhé hoặc là mọi người phải có ui hoặc À, chúng ta sẽ thêm vào cái box collider cho nó, không phải là box collider nhé. Tất cả các loại collider đều được. Thì à, mọi người cứ thêm collider vào thôi. Và khi mà chúng ta nhắm vào một cái vật phẩm thì chúng ta sẽ gọi cái hàm pick up để nó có thể xóa cái vật phẩm cũng như là thêm nó vào trong kho đồ. Ok. Và đó là tất cả những gì chúng ta cần làm với một cái kho đồ rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ chạy thử cho à, demo mẫu cho mọi người xem thử nhé đây là một cái access mình tải trên unity access store thì nó cũng hơi lèm nhèm à thì khi vào thì mọi người có thể tắt cái cái inventory trước đi này và chúng ta mở nó lên sau cũng được ok thì uh, bây giờ mình sẽ thử cái chức năng pick up này lên nhé đi lại này bẹp 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 ok và bấm vào cái chai này rồi thì mọi người thấy là khi mà chúng ta bấm vào chai thì nó sẽ xóa những cái À, vật phẩm của chúng ta đi, ok rất là tốt và khi này mọi người ấn inventory, ờ à, nó chưa lên nhỉ, quay đã, à, à không, hình như mình chưa làm chức năng đó nhưng mà mọi người sẽ thấy là à, khi vào cái inventory manager của chúng ta thì mọi người sẽ thấy chúng ta có bốn cái vật phẩm trong này và tương ứng với bốn cái vật phẩm mà chúng ta vừa nhặt vào, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc đó là hiển thị những cái vật phẩm mà chúng ta vừa nhận vào trong kho đồ thì rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ quay lại cái inventory manager và ở đây thì mình sẽ thêm một cái function mới là list item mọi người đặt có thể đặt tên nó là display inventory hay cái gì nó tương tự vậy nhé ok và trong này thì chúng ta sẽ làm một việc đó là chúng ta đã có những cái vật phẩm những cái item của cái inventory cái kho đồ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ Uh, for s thì for s đi đơn giản nó là lướt qua tất cả những cái vật phẩm có trong kho đồ chúng ta. Đầu tiên là item in uh, item nhé. Đây. Thì chúng ta sẽ lướt qua tất cả những vật phẩm mà có trong kho đồ và chúng ta sẽ hiển thị nó lên trên cái kho đồ, cái UI kho đồ chúng ta. Thì hiển thị này bằng cách nào? Rất là đơn giản khi mà chúng ta đầu tiên là cái chế độ đầu tiên là chúng ta sẽ tắt cái kho đồ đi đúng không? À, tắt ở đây chưa? Mình xin lỗi mọi người. À, đầu tiên là chúng ta sẽ tắt cái kho đồ đi này. Ủa? What? À, tắt ở đây. Rồi. Ủa? À, tắt ở đây. Ok, tắt ở đây. Rồi. Thì đầu tiên khi mà chúng ta tắt kho đồ và khi mà mọi người mở kho đồ lên thì việc đầu tiên là ở cái content này thì chúng ta sẽ xóa tất cả những cái vi pháp này đi. Có nghĩa là đầu tiên khi mà chúng ta mở kho đồ lên á thì nó chưa có một cái pháp nào đã. Mình xóa đi thôi okay. kệ. Đây, rồi và ví dụ như trong cái kho đồ của mọi người có bốn cái item. Đầu tiên là ví dụ như có một cái item đi ha thì chúng ta sẽ à, tạo ra một cái prefab item ở trong kho đồ của chúng ta. Ví dụ giống như thế này. Đó thì tương tự như mình đang làm thôi. Đó là chúng ta sẽ tạo ra một item. Nếu như cái kho đồ của mọi người có 2 item thì chúng ta sẽ tạo ra hai cái prefab item như thế này. Và sau khi tạo xong thì chúng ta sẽ truyền cho nó những cái uh, tên và cái ảnh của cái vật phẩm thôi Rất là đơn giản là như vậy Rồi Thì đầu tiên để làm như vậy mọi người sẽ quay lại cái script uh, Inventory Manager của chúng ta này Việc đầu tiên là mọi người cần làm Đó là chúng ta lấy được cái content uh, gọi là cái inventory holder đi ha Để chúng ta có thể tạo ra cái item ở dưới cái content này Và để lấy được thì rất là đơn giản Mọi người cứ truyền reference nó vào thôi à, cái này là cái gì nhỉ ờ, à, thôi để transform đi ha mình cũng chả biết lấy cái gì giờ để transform đi cái này sẽ là uh, item holder đi ha ok mọi người có thể đặt tên khác nếu như mọi người muốn và mình nghĩ là cái tên item holder này nó cũng không hay lắm đâu cái thứ hai là chúng ta sẽ lấy cái refab của cái item thì mình sẽ truyền nó cái reference là game object item refab Okay, đơn giản vậy thôi và mình đang suy nghĩ là có nên truyền uh, reference trước rồi, rồi mới có thôi kệ <laughs> lấy reference trước đi thì trong cái inventory này chúng ta sẽ nhập vào cái item holder item holder chính là cái content của chúng ta này cái uh, giữ những cái item nhé và cái item refab thì mọi người vào cái refab của chúng ta thôi à, trong cái mặt bucket mà mình đã gửi mọi người thì nó cũng có sẵn cái item rồi thì item thực ra là những cái mà nó nằm trong cái canvas mà mình vừa tắt đi này này Đó chính là cái này Rồi Thì để mình để về cho mọi người dễ nhìn nha Bây giờ sau khi mà chúng ta đã tạo ra những cái item refab thì chúng ta sẽ làm một việc Đó là thay đổi hình và thay đổi tên của nó Thì à chưa tạo mà Xin lỗi mọi người Đầu tiên là mình tạo ra trước nha Game object à, Mình sẽ gọi tên nó object cho đi ngắn đi ha Rồi mình sẽ tạo ra bằng việc đó là sử dụng instant Day thôi mình không biết là đọc tiếng việt nó có đúng không và đầu tiên thì chúng ta cần cái item Refab này và thứ hai là item holder và có thể là bạn sẽ hỏi đó là à, tại sao không có đưa nó vào cái vị trí cũng như là rotation thì thôi à, chắc là một tí nữa mọi người sẽ 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 rõ hơn về cái đó ha rồi sau khi mà chúng ta tạo một cái item ấy thì trong cái item này nó sẽ có cái đầu tiên là có item Name và item mây À, tương tự với lại cái name cái tên và cái ảnh của một cái vật phẩm thì bây giờ chúng ta sẽ làm một việc đó là thay đổi cái ảnh mặc định và cái tên mặc định này thành cái ảnh và cái tên của vật phẩm nhé thì để làm như vậy thì rất đơn giản thôi vào trong này thì chúng ta sẽ lấy cái tên và cái ảnh của nó ra đầu tiên thì tên này item name bằng với object chấm transform a à, để có thể lấy một cái À, ví dụ hiện tại cái script của chúng ta đang là cái script uh, inventory manager và cái vật của chúng ta là object object là tương tự với một item ấy thì bây giờ chúng ta cần lấy cái game object là item name có nghĩa là cái con của thằng item thì chúng ta mọi người có thể sử dụng đó là object transform này và chúng ta sử dụng file chiêu ồ oh, thực ra là lâu rồi mình cũng chưa sử dụng file chiêu nên mình sẽ dùng thử nhé và đơn giản là chúng ta đưa cái tên nó vào thôi item name và nó bị gì vậy nhỉ file chill has been decorative. Ok, nó bị uh, out đây nó bị lỗi thời rồi. <laughs> cho nên là chúng ta mình sẽ sử dụng uh, file cho nó ổn nhé. File và đơn giản là để tên nó vào thôi. Và ở đây thì chúng ta uh, cái item name thì hiện tại mình đang sử dụng đó là Test Map Pro. Nếu như mọi người sử dụng Test Map không thì cũng được. Và mình thì mình thích nó đẹp hơn và pro hơn cho nên là mình sử dụng Test Map Pro thôi. Uh, Test Map Pro. Yuga Dạ, yeah, Yugui Ok, mình không biết đọc đúng không nữa Rồi, cái thứ hai là item image Bằng với object.transform.file À thôi, mình copy chỗ này nhé Ok Và chúng ta đưa tên nó vào Item image chấm get component image và cái mây này nó có nhiều biến thể nha Cho nên là mọi người rất lưu ý và có thể là nó sẽ dẫn đến lỗi đấy Đầu tiên là mọi người sử dụng cái Unity Engine.ui Và để chắc chắn hơn thì mọi người nên kiểm tra đó là hiện tại chúng ta có đang sử dụng thư viện này không Hoặc là chúng ta đang sử dụng một thư viện khác Đây Unity Engine.ui Rồi à, Cuối cùng thì chúng sau khi mà chúng ta đã có reference rồi Thì bây giờ chúng ta đơn giản là chúng ta sẽ thay cái tên nó thôi test bằng với lại item. À có một điều rất lưu ý với mọi người nha, đó là hiện tại chúng ta đang sử dụng cái item là một cái class script uh, scriptable object cho nên uh, mọi người chỉ nên sử dụng cái scriptable object cho những thứ những cái class mà read only nha. Read only là gì thì mọi người chắc là đã quá quen rồi, hoặc nếu như mọi người chưa biết thì mọi người có thể tìm thêm mạng và mình chỉ hỗ trợ đưa cái keyword cho mọi người thôi. Rồi, cái thứ hai là item image Chấm, ở đây thì hình như là sử dụng sprite Và chúng ta sẽ lấy cái ổ mình nãy À đặt tên là email luôn Rồi Xong Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm Để có thể có một cái kho đồ đơn giản Và cuối cùng thì mọi người nhớ một điều nữa thôi Đó là Chúng ta phải render lại cái kho đồ này Có nghĩa là à, Gọi cái hàm display inventory ở đâu đó Để nó có thể uh, đưa những cái vật phẩm đó lên trên kho đồ cho chúng ta, thì mọi người có thể gọi cái display inventory này mỗi khi mà mọi người nhặt một cái vật phẩm để nó có thể cập nhật trực tiếp lên trên kho đồ. À, ok, để một xíu nữa mình sẽ cho mọi người nhìn thấy rõ hơn. thì việc đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là đưa cái display inventory đó vào cái open inventory, có nghĩa là khi mà chúng ta mở kho đồ lên thì nó sẽ uh, hiển thị cái hình ảnh ha. và ở đây thì chúng ta sẽ thêm cái function này và kéo cái à mình xin lỗi kéo cái inventory manager và chúng ta sẽ gọi cái display inventory đây rồi ok xong và đó là tất cả những gì chúng ta cần làm để có một cái kho đồ rất là đơn giản rồi và rất là tốt luôn thì bây giờ mình sẽ chạy thử thực ra mình cũng không cần phải chạy thử đâu mà tại vì mình cũng biết nó chạy đúng rồi cho nên nhưng mà để mình tắt cái này trước này nhé hồi nãy thì nó hơi ấy à, đây khi mà bẹp bẹp chúng ta lấy cái chai rượu này và cái ly xanh này và chúng ta mở inventory lên ok rất là tốt <laughs> thì chúng ta đã có một cái chai rượu cũng như là cái uh, uh, ly màu xanh rồi thì ở đây thì chắc là mọi người cũng nhìn ra là hiện tại chúng ta đang thiếu cái gì đầu tiên là khi mà chúng ta lấy cái chai rượu uh, trực tiếp khi mà mở ấy này đó thì nó sẽ không cập nhật trực tiếp và cái thứ hai là nó sẽ có cái tên như thế này và chính, có cái có cái trước có những cái trước và nhìn nó rất là kỳ khi mình tắt đi và mình lở, mở lại này đó, nó cũng sẽ nhân bản những cái này lên và nhìn rất là kỳ thì để sửa thì rất đơn giản thật ra không phải sửa nhé mình hiện tại mình vẫn đang uh, uh, cho mọi người xem là những cái nó lỗi như thế nào thôi chứ không phải sửa nhé <laughs> rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái đó là gọi cái display inventory này khi mà chúng ta pick up nó lên chúng ta nhặt nó lên đây pick up nó lên thì chúng ta a à, thôi khỏi đi khi mà thêm cái, mọi người có thể gọi trực tiếp trong này nè Khi mà chúng ta thêm một vật phẩm thì chúng ta có thể display nó lại Đó, à, ok, rất là tốt luôn, quá thông minh <laughs> Rồi, và tiếp theo thì à, Thêm một cái nữa đó là ở đây Mọi người sẽ thấy là nó lặp lại thì à, trước khi cái display metronome này Chúng ta sẽ xóa đi tất cả những cái vật trước mà nó đã có Thì xóa đi bằng cách nào thì chúng ta cứ for x transform này hiện tại chúng ta đang có một cái đó là item holder là cái giữ những cái vật phẩm của chúng ta thì tôi sẽ for hết trong nó và tôi xóa nó đi item destroy item và ở đây thì mọi người thực ra có sẽ sử dụng nhiều kỹ thuật để có thể tối ưu hữu năng nhưng mà hiện tại thì mình sẽ để trực tiếp như thế này cho nó tốt nhé À, có phải chấm chiêu gì không ta chắc là không đâu ha mình không nghĩ là nó nó có dính luôn cái thằng đó đâu rồi bây giờ mình sẽ chạy thử và à, mình khá chắc là nó sẽ không có lỗi gì cả đầu tiên là quên mất lại phải 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 tắt nó đi trước đi nha rồi đầu tiên là chúng ta sẽ lụm cái này ý nó bị lỗi gì đấy mọi người ạ Red transform because in my script depend on it là cái gì ta? Can remove red transform. À, thôi thì ở đây chúng ta sẽ xóa luôn cái game bóng sách nha <laughs> Mình nghĩ là nếu mà xóa transform thì nó sẽ bị lỗi gì đấy. Rồi và vào khi vào thì mọi người có thể tắt cái inventory này đi cho trông nó đẹp. Ok, vào này. Chúng ta sẽ lượm một cái chai và mở nó lên. Ok, rất là tốt. Thì đó là tất cả những gì chúng ta cần làm. Và lượm thêm một cái chai nữa. Mọi người sẽ thấy nó cập nhật liên tục luôn. Và sau khi mà chúng ta tắt đi và chúng ta mở lại này thì nó chỉ cũng chỉ có hai chai thôi, hai vật phẩm thôi. Ok, rất là tốt. Thì đó là đã đạt những cái yêu cầu mà chúng ta cần làm rồi. Thì bây giờ mình sẽ thêm một cái chức năng cho kho đồ nữa và nó cũng rất là quan trọng đó là làm sao để xóa một cái vật phẩm đi hiện tại thì chúng ta đã có thêm vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lấy nó ra thôi thì để xóa một cái vật phẩm cũng như là lấy nó ra thì ở đây chúng ta sẽ mình sẽ thêm một cái function nữa đó là remove chúng ta đã có add rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có remove Ủa, sao nó tự làm cái gì vậy? remove thì với cái remove này thì thực ra có nhiều rất nhiều cách chứ không phải là một cách để để mọi người làm nhưng mà mình sẽ giới thiệu mọi người cách đơn giản thôi đó là chúng ta sẽ cũng sẽ truyền reference trực tiếp lại item như thế này và chúng ta sẽ xóa cái item trực tiếp như thế này thôi. <laughs> ok, thì mọi người có thể xóa đó bằng thứ nhất là bằng ID, thứ hai là bằng nói chung là mọi người có thể xóa bất kỳ bằng cách bất kỳ nào mà mọi người thích. Nhưng mà để nhanh chóng thì mình sẽ sử dụng cái cách này ha. Và chúng ta sẽ xóa cái item như thế này. Rồi, và bây giờ sẽ xóa bằng cách như thế nào? Nếu như mình đã truyền vào là item rồi thì bây giờ mình sẽ chọn cách đó là mình phải biết cái item mà mình xóa là cái gì đúng không ví dụ như mình mở lên như thế này đi ha đó chúng ta có hai cái item là item một và item hai thì bây giờ chúng ta sẽ phải biết là cái item này nó chứa cái gì cho nên là mình sẽ tạo ra thêm một cái script nữa đó đó là đó là cái cách mà thực ra là mình nghĩ là mọi người nếu sau này mọi người làm bất kỳ chức năng nào thì mọi người cứ làm như thế này thôi mình sẽ đặt tên nó là item controller nhé và ở đây thì nó lại UI nên là mình sẽ đặt thêm lại UI thôi rồi ở cái item UI controller này thì mình sẽ làm cái gì đầu tiên là như hồi nãy mình giới thiệu luôn là chúng ta sẽ biết cái item này là cái gì đúng không Đó, thì chúng ta để cái item như thế này thôi và bây giờ thì mình sẽ phải làm thêm một cái script một cái function nữa gọi là set item đấy thì set item này mình sẽ làm cái gì mình sẽ truyền cho nó vào một cái item và div chấm item bằng cái item À, câu này có nghĩa là gì chúng ta xét nếu khi mà <laughs> xin mà mọi người gọi cái xét item này thì cái item chính của chúng ta cái item chủ chốt của cái class ấy thì nó sẽ được uh, gán lại bằng cái item uh, mà mọi người khi mà mọi người gọi cái hàm này và mọi người gọi hàm này khi nào khi mà chúng ta display inventory thì khi mà mọi người đã uh, render gọi là hiển thị những cái vật phẩm lên trên cái kho đồ chúng ta rồi thì chúng ta sẽ gọi cái hàm set item cho từng cái item nhé. Và để mình xem nè Mọi người có thể gọi nó ở đâu nhỉ? ok, mọi người gọi trực tiếp ở đây cũng được nè. Mình thì thật ra là mình rất là dễ thôi, mọi người có thể gọi bất kỳ đâu mọi người thích. À, chỉ cần nó hoạt động là được. Cho nên là hiện tại cái item UI controller này khi mà mọi người tạo ra rồi thì chúng ta sẽ lấy rồi chúng ta sẽ uh, object luôn chấm get component ở đây sẽ là item ui controller chấm set item đó à, đơn giản vậy thôi đưa chúng ta đưa vào cái item à, đó là tất cả những gì chúng ta cần làm để chúng ta có một cái nhận diện là hiện tại mỗi một cái ô ở trên cái kho đồ chúng ta là đang chứa cái vật phẩm nào thì ở đây thì mọi người thay phải thay lại cái prefab này chúng ta sẽ thêm cái uh, script mà chúng ta vừa tạo đó là item ui controller vào đây đó, hiện tại thì uh, chúng ta chưa có reference chúng ta chưa có biết là nó là item nào nhưng mà khi mà chúng ta tạo ra cái uh, chúng ta hiển thị lên cái kho đồ ấy, thì chúng ta sẽ biết nó là cái vật phẩm nào đó, rất tốt vậy thôi và OK, thì sau khi mà chúng ta đã biết nó là vật phẩm nào rồi, thì chúng ta sẽ có thể xóa nó đi bằng việc đó là sử dụng cái remove. Và ở đây thì mình sẽ thêm một cái function nữa, đó là remove item. Remove ở đây. Thì ở remove ở đây thì mình đơn giản là mình sẽ gọi cái inventory manager ra .instant và gọi cái remove. Thì ở đây chúng ta đã có reference rồi chúng ta đã biết nó là cái vật phẩm nào rồi chúng ta sẽ sử dụng cái item này để remove đó, đơn giản vậy thôi và nó không có lỗi là nó tốt <laughs> rồi bây giờ thì quay lại thì chúng ta sẽ làm cái tính năng đó là xóa vật phẩm cho cái kho đồ chúng ta thì mình sẽ làm một việc đó là mình sẽ tạo ra một cái toggle hiện tại thì cái item này nó đang có một cái nút remove rồi nhưng mà mình đã xóa nó đi đây cái nút remove đây nhưng mà mình tắt nó đi thì bây giờ mình sẽ làm một cái toggle để có thể khi mà ấn vào thì mình sẽ bật những cái nút remove đó lên thì ở đây cái nút toggle thì mình sẽ đơn giản là chúng ta sẽ tạo ra một cái UI đi, một cái toggle nhé đơn giản vậy thôi thì cái toggle này mình sẽ để là uh, enable remove item ở đây thì nó nhìn nó nó hơi nhỏ nhà mình thực ra mình cũng không biết là chỉnh làm sao bây giờ cho nó tốt đây ủa cái chữ đâu mất tiêu rồi ờ cái chữ nó đâu rồi ta cái chữ nó nhỏ xíu vậy mình để là 20 cái nó mất luôn mà thôi kể để vậy đi ha ủa khoan đã tại sao nó nhỏ vậy Ừ uhm. Đầu tiên là lười sẽ chỉnh quá thật chứ. Thôi để mình để mình để mình sẽ để như thế này để để, để tạo ăn tạo trước đi ha. Rồi. Ok. Rồi khi mà chúng ta ấn vào cái toggle này thì chúng ta sẽ làm một việc đó là bật những cái chế độ cho nó cho phép nó xóa những cái những cái item ra khỏi cái kho đồ chúng ta. Rồi. Cái toggle này nó hơi nhỏ nhưng mà thôi mình sẽ để tạm như thế này trước đi ha. Interactable. Rồi ok, check mark. Check mark rồi. Thì cái toggle này đầu tiên là chúng ta sẽ quay lại cái inventory manager này. Mình sẽ làm thêm một cái, mình không rõ lắm là cái toggle này hiện tại nó tắt trước hay là nó mở trước nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ để lấy cái toggle ra trước nhé. enable. Uh, remove item ok và đầu tiên thì mình sẽ phải thêm chức năng đó là khi mà mình ấn vào cái tóc gọi thì nó sẽ render những cái nút xóa đi thì uh, mình sẽ tạo thêm một cái phân sành để cho mọi người dễ hình dung ha enable remove button rồi ở trong cái phân enable remove button này mình sẽ làm một việc đó là mình sẽ đi qua hết tất cả những cái item mà chúng ta có trong kho đồ và sau đó thì chúng ta sẽ tìm đầu tiên là tìm cái uh, tìm cái nút chúng ta sẽ tìm cái nút là remove button đây remove button item remove button và chúng ta sẽ bật nó lên thôi set get game object set active đúng không true đó, okay. sao nó bị gì? rồi chắc đúng rồi, khá là chuẩn. cái này à, chúng ta sẽ bật nó lên khi mà cái toggle enable .ion à, tại sao lại đây nó gợi ý tốt quá nhỉ? tại sao bây giờ nó gợi ý tốt quá vậy rồi khi mà chúng .ion có nghĩa là chúng ta đang trong chế độ xóa được thì chúng ta sẽ bật nó lên, còn ngược lại thì chúng ta sẽ tắt nó đi thôi tắt nó đi như thế này, rồi mình sẽ gọi cái uh, function enable remove button này ở sau khi mà đã hiển thị hết tất cả những cái uh, cái kho đồ chúng ta. thật ra mình không chắc lắm là nó có hoạt động hay không nhưng mà tại vì hiện tại mình quay video này hơi lâu rồi và não nó hơi căng căng. ok, mình sẽ thử nhé, mình khá, mình chắc là nó sẽ đúng đấy. Uh, mình sẽ mình không rõ lắm là cái toggle này hiện tại nó ở chế độ mặc định nó là cái nào? À, mình sẽ chạy thử đi. Để mình xem thử coi nó 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 bật hay nó tắt. Rồi bật lên này. Ban đầu thì nó bật. Ủa tại sao ban đầu nó lại bật? Thật ra ban đầu mình muốn nó tắt hơn. Đi on, à đây. Ok, ban đầu mình tắt nó đi nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ thêm một cái đó là khi mà nó bật này. Ủa, wow, thực ra là không cần lắm nha mình cũng đâu cần cái này đâu nhưng mà hồi nãy mình thấy có một cái lỗi thì mình không rõ lắm là nó là gì à đây thì cái hiện tại cái inventory này của chúng ta nó chưa biết cái manager nó chưa biết cái toggle là cái nào thì bây giờ mình sẽ kéo cái toggle này vào thôi Ok, rất là tốt và mình nghĩ là nó sẽ chạy rất là chung chu và mượt rồi và mình không phải lo theo gì nữa và mình có thể kết thúc buổi quay video ở đây không biết là có được không rồi bây giờ mình sẽ vào cái chỗ này lụm một cái lên nhé chúng ta sẽ bật inventory lên này ok rất là tốt và bấm cái enable một ái chà ok thực ra là mình nghĩ là nó hoạt động rồi chỉ là nó chưa cập nhật real time cho mình khi mà chúng ta ấn ở đây thôi thì khi mà à, bây giảng thì bây giờ mình sẽ làm một việc lại thôi đó là cái toggle này mình sẽ qua lại cái toggle này mình sẽ thêm cái chức năng khi mà nó được ấn vào mình sẽ kéo cái inventory này vào và thêm cái chức năng đó là display inventory khi mà nó khi mà mình điều chỉnh cái toggle thực ra cho nó vẽ lại một lần thì nó cũng không có gì nó quá nhiều mình sẽ cho nó vẽ lại một lần như vậy thôi đơn giản vậy thôi ok rồi thì bây giờ chúng ta đã xong và mình sẽ tắt cái này đi và chúng ta sẽ thử lại nhé À thực ra là mình nãy giờ mình nói mình suy đáng hơi nhiều rồi nhưng mà à. <laughs> Ok chúng ta sẽ lụm một cái này Rồi bật lên này Mọi người sẽ thấy là nó không có cái nút uh, remove và bây giờ mình sẽ bật lên lại đó. Ok rất là tốt và chúng ta đã có nút remove Thì việc bây giờ chúng ta còn lại thôi đó là ấn vào cái nút remove này thì nó sẽ xóa cái vật phẩm của chúng ta Và làm như vậy thì rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn thì chúng ta đã làm cái item ui controller rồi mọi người quay lại cái script uh, item ui controller của chúng ta ở đây thì khi mà remove mình đã làm một việc đó là lấy từ cái kho đồ và bỏ nó ra trong cái list và cái thứ hai là chúng ta sẽ destroy nó thôi sau khi mà bỏ trong kho đồ thì chúng ta sẽ xóa nó đi nhé destroy này uh, destroy this chấm game object luôn đi ok và chúng ta sẽ gọi cái hàm remove này ở đâu đó đương nhiên rồi khi mà mình code như thế này thì mình sẽ phải gọi nó ở đâu đó thôi và đương nhiên là chúng ta sẽ gọi khi mà chúng ta ấn vào cái remove button à vào cái refab nha đây chúng ta sẽ thêm cái item controller và chúng ta sẽ gọi cái remove ở đây ok và bây giờ mọi người sẽ thấy một cái điều kỳ diệu đó là khi mà mình vào game này mình ấn vào cái nút mình ấn vào hai cái đi ha chúng ta sẽ lụm hai cái đi và mình bật kho đồ lên và mình bật cái remove lên chế độ remove lên và mình xóa một cái đi ok rất là tốt <laughs> thì mọi người sẽ thấy đó là chúng ta đã làm xong cái chức năng đó là nó sẽ xóa cái item trong cái list của inventory manager của chúng ta rồi và nó cũng sẽ xóa luôn cái vật phẩm luôn ok rất là tốt thì đó là tất cả những chính năng mà chúng ta cần cho một cái kho đồ đó là thêm vật phẩm vào kho đồ cũng như là lấy cái vật phẩm từ trong kho đồ ra phần cuối của video này thì mình sẽ giới thiệu về mọi người sử dụng cái item đó như thế nào và rất là đơn giản thôi thì mình sẽ demo cho mọi người bằng việc đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái UI đi ha mình sẽ tạo ra một cái UI nhanh đi là hiển thị cái lượng có thể là cái lượng máu hoặc là cái thời gian của người chơi hoặc là một cái gì đó nó tương tự vậy à, piston ok cho cái này nó to ra một xíu để khoảng 300 cho mọi người nhìn cho rõ à, 60 và cực kỳ đơn giản thôi đó là à, từ từ nhé để mình lấy cái piston tầm nào đó đã rồi ok như thế này nhìn ổn đúng không nhìn rất là tốt rồi và ở đây cái lượng là lượng máu của người chơi à, không là thêm hay là cái gì đó um, thôi mình sẽ để tên một đại một cái gì đó đi ha cho nó nhanh và và, và dễ thân thuộc à, điểm kinh nghiệm rồi đơn giản là khi mà chúng ta lụm một cái vật phẩm thì chúng ta sẽ có điểm kinh nghiệm mình sẽ để lên đây ok ví dụ như điểm kinh nghiệm mặc ý, ý ý ý ý gì vậy mặc định của chúng ta sẽ là không à, rồi thì bây giờ để có thể làm cái chức năng này thì mình sẽ tạo thêm một cái script và cái script này thì nó không liên quan đến về cái kho đồ và nó có, mọi người có thể tạo một cái script bất kỳ nếu như mọi người muốn nhé script này thì mình sẽ đặt tên là player đi à, đơn giản là cái kho đồ của mọi người nó tương tác với lại nhân vật hay là nhân hay là một cái Ok nói chung là nó tương tác với nhân vật thì chúng ta sẽ đặt nó trong player rồi và player này thì mình sẽ có một cái thôi đó là in uh, xp đó là lượng kinh nghiệm hiện tại của người chơi và sẽ có một cái đó là uh, increase xp đi ha rồi và trong này demo thì thực ra cái này nó không tốt lắm nhưng mà trong uh, demo trong mẫu thì mình sẽ lấy luôn trực tiếp là cái uh, public Uh, test match pro ui vào đây nha con để là, để mình uh, uh, XP test để mình uh, sau để mình uh, hiển thị cho mọi người thấy cho nó dễ dàng. rồi trong cái function này của chúng ta thì mình sẽ làm một việc đó là mình tăng ở đây thì sẽ là in value mình sẽ tăng cái XP của người chơi lên cặp bằng với value và mình sẽ hiển thị nó lên trên cái test này S. rồi ok rất là tốt và ok thì mình đơn giản một cái này thôi và như hồi nãy không biết là mọi người còn để ý không nhưng mà ở đầu video thì khi mà mình tạo ra một cái item như thế này thì nó sẽ đều có một cái value là đây là hiện tại mình sẽ thử cho mọi người xem là cái value cái value này chính là cái điểm kinh nghiệm đơn giản vậy thôi thì khi mà mình ấn vào sử dụng một cái vật phẩm thì mình sẽ thêm cái value này và tương tự với việc đó là khi mà sử dụng vật phẩm thì cái vật phẩm nó biến mất nhé hoặc là mọi người có thể chỉnh tùy theo mà mọi người thích thôi đầu tiên thì mình sẽ phải quay lại cái script item của chúng ta ở đây thì thực ra để sử dụng một cái vật phẩm thì có rất nhiều cách mọi người có thể sử dụng theo id nhưng mà ở đây thì mình sẽ thử tạo ra thêm một cái đó là uh, public enum đi ha enum này sẽ là item hai mọi người có, ở đây có thể là uh, glass này uh, không bottle này glass này. đó thì thực ra cái này nó nó không hợp lý lắm đâu nhưng mà trong game của mọi người thì mọi người có thể tùy chỉnh lại cái này nhé có nghĩa là chúng ta mỗi một cái item, tầm mỗi một cái vật phẩm sẽ có loại của loại vật phẩm đó và ví dụ như cái chai rượu của chúng ta thì khi mà mọi người uống rượu á thì chúng ta sẽ tăng uh, chúng ta sẽ tăng cái kinh nghiệm lên nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng uh, uống bằng cái ly á thì chúng ta sẽ giảm điểm kinh nghiệm đi tương tự như vậy ha rồi và mình sẽ thay đổi cái blue last chúng ta sẽ glass sẽ là glass và green glass sẽ là glass với cái red thì nó sẽ là bottle Ok, rất là tốt Rồi, chúng ta sẽ sử dụng như thế nào Mọi người quay lại cái item UI controller của chúng ta này Và ở đây thì mình sẽ thêm một cái Function Một cái hàm là Use item trong này thì rất đơn giản thôi đầu tiên là mình vẫn sẽ gọi cái remove item ra nếu như mọi người muốn cái chức năng này nhé có nghĩa là cái này nó optional thôi mọi người nếu mọi người muốn khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ xóa nó luôn Rồi, uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ à Nếu như remove thì mình cũng phải destroy nha Thì chắc là mình để cái remove này luôn đi <laughs> Rồi, rất là tốt uh, Để sử dụng Thì bây giờ mình Mọi người có thể sử dụng switch này Switch Thật ra lâu lắm rồi mà mình cũng không sử dụng cái switch này nữa Toàn xl không à <laughs> Cái này nó bị thất xủ như cái gì á Uh, switch uh, lấy cái item chấm item type ra nhé. Rồi ở đây thì với trường hợp đó là item thai của chúng ta sẽ là glass thì mình sẽ gọi cái hàm là, Ủa, bây giờ lấy cái player này sao cho nó nhanh ta. Thôi mình sẽ làm đại đi ha. À, cái này thì chắc là mọi người đã thân thuộc với mọi người rồi thì mình sẽ tìm cái object layer thực ra ở đây là mình lễ thử nghiệm thôi cho nên là nó không quá quan trọng à thôi nếu như để thế này thì nó sẽ không trực quan với mọi người lắm nhưng mà xong một hồi quyết định thì mình vẫn nghĩ là chúng ta nên sử dụng thử cái phần object đầu tay này à, thực ra thì hiện tại nó chỉ là demo thôi và nếu như game mọi người nó phức tạp hơn thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nhiều cách khác nhau nhé thì đơn giản là chúng ta sẽ tìm ra cái script layer này thôi và mình sẽ gọi cái script này ở đây ok và ở đây sẽ là item.value và với việc mọi người sử dụng Switch như thế này nhé thì chúng ta đương nhiên là chúng ta phải break ra rồi đó cho nó đỡ lỗi nó không lỗi luôn ấy rồi với bottle thì a à, với glass thì mình sẽ gọi là minus item value, thì với bottle thì mình sẽ gọi là item value để khi mà mình uống à, cái chai rượu thì mình sẽ tăng máu à, tăng kinh nghiệm nhưng mà khi mình uống cái ly thì nó sẽ giảm kinh nghiệm, rồi ở đây là mình thử nghiệm cho mọi người xem nhé và đây là cách mà chúng ta có thể sử dụng cái item thôi và quay lại cái unity này, à việc bây giờ còn lại đơn giản thôi là chúng ta sẽ, ui khoan đã uhm, cái test này thì hình như là mình để test như thế này không đúng lắm À, phải thêm một cái nữa đó là xp ok vậy mới đúng hết đúng không cộng <laughs> mọi người có thể sử dụng như thế này cho nhanh nha rồi và dì cuối cùng chúng ta đã xong video thì uh, việc còn lại cuối cùng thôi đó là mọi người vào cái ai item của chúng ta này và chúng ta sẽ thêm ở cái bất chính của item luôn chúng ta sẽ thêm cái Uh, function mà chúng ta vừa 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 thực hiện vào đó là use item rồi rất đơn giản vậy thôi và bây giờ mình sẽ chúng ta sẽ chạy thử game và xem cái thành quả cuối cùng mà sau khi làm kho đồ và tất cả những gì chúng ta đã cần với một cái kho đồ à, cơ bản nhé và đơn giản ok đầu tiên thì quên mình quên tắt đấy chúng ta sẽ vào mình sẽ mở rộng game cho mọi người xem cho rõ này bẹp 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 à, chúng ta lụm cái chai này rồi, thực ra thì nếu mà hiện tại chúng ta sử dụng cái spoon thì nó sẽ bị lỗi nhưng mà thôi mình sẽ thử sử dụng cái Y này nhé Đầu tiên thì chúng ta ấn vào này. Ồ, khoan đã sao nó không à quên mất. Xin lỗi mọi người. Mình quên 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 chỉnh cái, cái 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 test của chúng ta. Có nghĩa là thêm mình quên thêm cái script layer vào trong cái này. Thực ra, ok, thực ra nó rất là nhanh thôi cho nên là mình sẽ À, mình sẽ chạy lại game nhé <laughs> rồi cái phần player này thì nó chỉ là mẫu thôi cho nên là với tựa game của mọi người thì nó sẽ rất khác nhé nó không có giống lắm rồi khi bật kho đồ lên này khi mà mình mọi người để ý là hiện, kinh nghiệm hiện tại của chúng ta đang là không và khi mình sử dụng cái quay này đó, nó sẽ lên là 20 ok rất là tốt thì đó là tất cả những gì mà chúng ta cần hiện tại thì mình nếu mình sử dụng cái ly màu xanh này nó sẽ giảm đi này ok và nếu sử dụng spoon này và ủa oh, sao spoon nó vẫn hoạt động bình thường vậy ta thôi, thôi kệ nó đi ha <laughs> rồi thì đó là tất cả những gì mình muốn giới thiệu với mọi người về cái kho đồ rất là đơn giản à, mọi người có thể làm cái chức năng kho đồ cho riêng mình và ok rất vui vì mọi người đã xem video đến tận hiện tại và rất vui hơn nữa nếu như mọi người có thể subscribe và like cho video của mình và mình đã dành nhiều công sức để có thể giới thiệu với mọi người và à thực ra cũng không nhiều lắm nhưng mà à, cũng rất vui nếu như mọi người có thể like và subscribe nhé và chào tạm biệt à xin cảm ơn